Catch a nap here. Hello, come back, welcome to my channel. Video này chúng ta chơi kick the booty nha. Play in kick the booty. Nào, mình sẽ sử dụng một chiếc lò vi sóng để cho booty của chúng ta vào đây tra tấn nha. Đóng vào, đầu tiên thì mình sẽ chọn cái mức độ vừa phải thôi. Start. Xem booty có bị làm sao nào. Booty đã bị biến thành miếng thịt. Rồi, miếng thịt rồi. Tiếp theo mình sẽ cho vào bật mức 450W nha. Nào, bút đi của chúng ta cháy rồi. Có vẻ như là để chế độ nhiều điện hơn thì nó sẽ cháy. 800W này gấp đôi luôn. Oh no, bút đi die. Thật không tin nổi, bút đi đã bị hy sinh rồi. Nhưng sống lại rất nhanh. Với mình sẽ chuyển sang một cái hình thức tra tấn khác nha. Có lẽ là chúng ta sẽ dùng ít thuốc độc thì xem. Acid, đây là acid này. I keep. Oh no, Woody đang bị tan chảy dần nhé ạ. Unbelievable. Oh, Woody đã bị sinh rồi. Để xem nào. Mình sẽ chuyển đi. Có lẽ là chúng ta sẽ chuyển sang. Có gì hay ho không ta? Không gì hay ho mà mình sẽ chuyển sang một cái mục khác. Có lẽ là chúng ta sẽ cho sư tử lion đi. Lion. Ok, một con lion sẽ tấn công mình đi. Úi xời ơi, Buddy I'm dead. Ôi. Tiếp, để xem cá nóc nhá. Cá nóc. Bẹt. Final. Boom. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cây kiếm. Kiếm cá nha các bạn. Ôi xời ơi. I don't like sharp things. Mày à. Cái thanh kiếm này chém một lúc thì nó sẽ tan thành xương. Ôi còn có mắt đây này. Cầm lên không? Không cầm được. Có một con mắt đây. Chang chang. Chuyển. Dino ấy à? Để Dino S. Kiểu như là những con khủng long con ấy. Just a little off the top, please. No. Oh no. Có vẻ như cái đi sẽ không chịu nổi mất. Bọn khủng long con ấy ăn thịt người. Rất là kinh khủng luôn. Do you know how to apply a tourniquet? Son of a beast thing. Oh, this is a slice of life. Oh no, hai quả trứng thì không nở à? Còn hai quả trứng chả thấy nở gì cả. Còn hai quả trứng này sao không nở gì cả? Đây nở chạy luôn. Kiểu Buddy hy sinh rồi nên chúng nó cũng chả ăn thịt Buddy được. Không thích ăn thịt chết. Vậy thì mình sẽ cho một tổ kiến đi. Nào, Buddy sẽ bị tra tấn bởi tổ kiến. Tổ kiến đen. Không biết là booty của chúng ta có thể vượt qua được không? Oh god! Oh god! Oh my god! Ouch! Rồi, bị bận kiến này thao vào tổ rồi nhá. Sợ còn... Rồi, tiếp theo là mình sẽ chuyển... Có lẽ là mình sẽ chuyển đến một... unit khác. Có lẽ là hot roi. School bomb là những quả bom đầu lâu. Ui, quả cái bay gớm này. Bùm bùm vỡ tan sọ luôn. Trong nẽo là một quả bom đã được hẹn giờ. Ôi rồi luôn. Bùm bùm
Quả bom thì có vẻ cũng bình thường thôi, nên mình sẽ quyết định chuyển nha. Mắt rách. Oh no, Mazaya chém tan tành Buddy luôn. Có lẽ là chúng ta nên đi thay. Nào, tiếp theo có lẽ là mình sẽ chuyển sang một thứ gì đó ấy. Có lẽ mình đã thiêu cháy Buddy ở đây. Dậy nào ông cháu này. Dậy đi ông cháu Buddy này. Ông cháu Buddy này đang bất tỉnh nhân sự. Rồi, ông cháu Buddy sẽ đi cho lên đây. Và chúng ta sẽ châm lửa đốt. Ông cháu vứt đi đang bị đốt cháy nha. My God, why? Why á? No. Rồi, để xem nào. Ok, vứt đi của chúng ta đã bị đốt cháy rồi. Tan tành xương luôn. Không còn cả cho luôn à. Có lẽ là mình sẽ phải đi thay trang phục cho nó nhỉ. Nhưng mà phải đợi nó hồi lại. Có lẽ mình sẽ mặc cho nó một chiếc áo. Đây. Sơ hơi một chiếc áo nhìn có vẻ cũng ra gì đấy. Được, mặc cho chiếc áo này nhá, quyết định nhé. Và vào chơi với một số bom. Đầu tiên mình sẽ cho nó ăn một quả bom lửa. Bom xăng nhá. Tan xác luôn. Úi giời ơi. Đỡ tiếp này. Fine ho. Úi trượt rồi. Ôi nhẹ quá. Bùm, quá chuẩn đúng tay. Bùm. Kiểu ném vào bức tường ấy nó vẫn bị bắn ra nha. Ai đó. Buddy của chúng ta đã bị hy sinh rồi. Thật không thể tin nổi. Có lẽ là mình sẽ chuyển bom. Phải chỉ tìm là bom thôi. Ui dồi, nổ rung hết cả màn hình lên. Được rồi, mình sẽ phải dập lửa. Nhưng mà hết lửa còn đâu. Đây đi. Ok, thay em bộ trang phục này thì có vẻ như đẹp trai hơn rồi ấy. Nào, tiếp tục với một số quả bom. Bom cá mập. Hey, no, kablooey from Yui. Ý xảy vẽ này. Quả nhớ này. Oh no. Đó, quả nhớ hơi hơi một tí không. Fine ho. Chỉ bắn được từng quả mỗi thôi nhá. Không được nhiều. Tiếp theo mình sẽ chơi quả bom nguyên tử ấy, nuclear bomb. Này thì hết nước chấm. Đúng quả hết nước chấm luôn. Nó cứ phải gọi là hết sảy luôn. Nào, tiếp. Tan xương ra thịt luôn nhờ. Quả này thì cứ phải gọi là siêu mạnh ấy. Again. Ui xời ơi. Phải mình sẽ cho một quả nổ giữa đầu đi nhờ. Nào, fine ho. Ui no. Quả này nổ đến thôi. Ôi dồi ôi luôn. Tan xác. Chỉ cần một quả duy nhất thôi. Monkey Bomb này. Tiếp theo Monkey Bomb quá quen thuộc với chúng ta. Mình đã dùng Monkey Bomb khá nhiều lần rồi. Gõ như thế này mà vẫn không ra được. Chó này đủ say rồi đấy. Nổ cùng một lúc luôn rồi. Ok dậy nhá. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây rồi. Goodbye, see you again.